Có một nghịch lý trong marketing nói chung cũng như là trong việc xây dựng kênh thương hiệu cá nhân nói riêng, đó là khi chúng ta tập trung vào tiền thì tiền sẽ rời xa mình, nhưng mà khi chúng ta tập trung vào giúp đỡ khách hàng thì khách hàng lại đến với chúng ta. Đó là câu chuyện mình sẽ kể cho các anh chị em. Cái thói quen của mình đã tạo lập cách đây là năm 2021, tính ra là bây giờ là cũng gần 3 năm rồi. Đó là thói quen nhắc nhở bản thân của mình, và mình cài đặt một cái lịch, các bạn có thể xem lên trên màn hình này. Đó, và lịch nhắc của mình là cứ 8 giờ 15 mỗi sáng, khi bắt đầu thức dậy, khi bắt đầu sờ vào điện thoại và chuẩn bị đi làm, thì có một lời nhắc dành cho Nguyễn Anh Tùng, đó là hôm nay bạn sẽ giúp đỡ gì cho khách hàng. Và đó như là cái lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhở để cho mình hàng ngày không bao giờ được quên nó. À, vậy thì thay vì hôm nay là tôi cố gắng bán được bao nhiêu sản phẩm, hôm nay tôi cố gắng có được bao nhiêu khách hàng. Đúng, đó là sự thật, là cái điều mà chúng ta luôn luôn mong muốn, có được thật nhiều doanh số, có thật nhiều khách hàng, đúng không nào? Nhưng hãy cài đặt cái tư duy này các anh chị em ạ. Đó là cho mình một cái tâm trí luôn luôn là mong muốn giúp đỡ, luôn luôn là mong muốn trao đi giá trị, mong muốn tìm ra các giải pháp để giải quyết cái vấn đề cho khách hàng. Đó là cách để chúng ta thu hút và có được thật nhiều khách hàng. Nào, hãy tưởng tượng xem, nếu như cứ cố gắng nói về sản phẩm dịch vụ của các bạn, ai sẽ là người quan tâm, ai sẽ tin bạn, ai sẽ mua sản phẩm của các bạn đây? Nhưng khi tạo ra một kênh mà các bạn mỗi ngày bạn làm một video ngắn, một bài viết, thì sau 1 năm, 2 năm, 3 năm kênh của bạn sẽ ra sao? 1 năm 365 ngày và 3 năm các bạn có cả ngàn những video và bài viết trao giá trị, đưa đến các giải pháp kiến thức để giúp đỡ giải quyết vấn đề cho khách hàng, thì các bạn sẽ là một kho tàng kiến thức, một kho báu để cho những khách hàng mục tiêu của các bạn, họ đến để họ được tận hưởng, họ đến để họ được nhận cái giá trị để giải quyết vấn đề cho họ. Đấy là cách để chúng ta thu hút, để tạo ra thật nhiều khách hàng. Đó là lý do vì sao hãy thay đổi tâm trí và tư duy. Thay vì tập trung vào tiền, hãy tập trung vào vấn đề của khách hàng. Hãy làm giống như Tùng nhá, cài đặt cho mình một ghi chú và tự động nhắc nhở mình hàng ngày. Nào, ai đã làm xong rồi thì comment xuống dưới. Ok,